Hoàng thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có được nguồn nước sạch từ chiến dịch Ngày nước tái sinh. Và thông tin này cũng mở đầu cùng tin hôm nay. Người dân khu vực Mã Lạng thuộc khu phố 8, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có được nguồn nước sạch từ chiến dịch Ngày nước tái sinh do công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Khu vực này từng là một trong những khu dân cư đông đúc nhưng điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và một thời gian dài phải gắn bó với nguồn nước bình trôi nổi không đảm bảo chất lượng.